Nhưng mà cái thời gian đó là khi mà nói đến Little Sài Gòn Radio là người ta nhắc nhở ngay đến việc Dũng Minh Phượng đến anh Phạm Long. Little Sài Gòn Radio phải nói là một hiện tượng trong sinh hoạt về phát thanh của người Việt hải ngoại vào thời gian đó. Lúc đó một cái chương trình mà anh cũng thích đó là chương trình ca dao tục ngữ. Anh cứ sưu tầm những cái câu ca dao tục ngữ, lòng trong những cái câu chuyện rồi phát những cái bản nhạc. Lúc đó những cái chương trình nhạc của Trung tâm Thúy Nga cũng rất là nhiều bản nhạc về quê hương ghép lồng vô đó những cái chương trình phát thanh nó hay lắm nó giá trị mà bây giờ anh vẫn nhớ những cái chương trình đó thì đó là những trong một trong những cái giai đoạn mà làm cho mình nhớ nếu mà nói về cái ngành uh, sướng phun thiêng yeah. mm -hmm. cái phim mà anh đầu tiên anh chuyển âm với ánh hằng mà anh nhớ hoài đó là phim cô gái đồ long mm. mà trong đó anh đóng vai tạ tốn really anh, anh chuyển âm không cái vai tạ tốn <laughs> anh có để... thể nói một đoạn lồng tiếng cho anh nghe được không tưởng tượng như tà tốn chuẩn bị đi ăn phở đi <cười> <cười> thì nói <làm> sao cho <laughs> một tô phở không. có bao giờ anh cảm thấy áp lực tại vì một người trước đó một mc rất là nổi tiếng trước đó là chú nguyễn ngọc Ngạn đã từng đứng đó không anh không bao giờ bị áp lực không bao giờ gặp áp lực đó không bao giờ mà anh bị rất nhiều áp lực Xin chào tất cả quý vị. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật rất đa tài trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đó là ca sĩ, MC Sướng ngôn viên Anh Dũng. Anh là một người sở hữu một chất giọng truyền cảm, ấm áp mà đã giành được sự ái mộ, thương mến của rất nhiều khán thính giả từ khắp nơi. Ca sĩ Anh Dũng đã có những đóng góp rất lớn trong lĩnh vực nghệ thuật và âm nhạc của người Việt hải ngoại. Trước khi đi vào chương trình, Sơn so muốn đặt một cam kết với quý vị nhé. Mới có 3 tháng trước thôi thì cộng đồng của chúng ta chỉ có 100 subscribers. Mà đến ngày hôm nay thì đã có hơn 26.000 người theo dõi. Son thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Và Son rất là cảm ơn tất cả những tình cảm mà quý vị đã dành cho chương trình. Nếu quý vị thích những chương trình như thế này, mong là quý vị hãy bấm nút subscribe. Son hứa với quý vị một điều là Son sẽ cố gắng làm cho chương trình của chúng ta càng ngày càng hấp dẫn và càng ngày càng đa dạng hơn. Đó là lời cam kết mà Son muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương trình Anh Dũng, trời ơi, hai tuần trước nha Son còn nhớ khi mà Son lái xe đi làm đó à. Trên đường tới studio này thì Son hay nghe Radio Bolsa à. Son mở cái đó lên, Son nghe thì Son nghe giọng của chị Minh Phượng Rồi Son nghe giọng của anh Rồi Son nói, trời ơi, sao cái anh này cái giọng anh hay dữ vậy? Thiệt á hả? Thiệt, anh nói <laughs> mà mình ngồi trên xe mà mình cứ cảm giác như là mình biết là anh đang nói với tất cả khán giả à. nhưng mà mình cứ tưởng là anh đang nói chuyện với mình vậy đó ồ oh. thì trong đầu son mới sực nhớ rồi phải liên lạc ngay anh dũng tại vì son có liên lạc của anh mà uh -huh. mình biết nhau Anh cũng em mình đã là... gặp nhau ở vâng. tại đài radio bô trước đây đúng vâng, không vâng cũng được uh -huh. một hai năm rồi uh, nhưng mà chưa có cái dịp mà ngồi xuống nói chuyện với anh như thế này thì đến lúc đó là sao nói rồi phải liên lạc ngay anh dũng và mời anh lên show bởi vì cho nên là rất là vui và cảm ơn anh đã nhận lời cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nha rồi, trước hết thì cho anh có dịp anh xin gửi lời chào đến khán giả của chương trình của Son Lê đúng yeah. không? Rồi sau đó là cảm ơn Son đã cho anh cái cơ hội để có thể tiếp xúc với khán giả của Son trong chương trình của bạn Dạ, yeah, cảm ơn anh. Khi mà nói đến nghệ sĩ Anh Dũng thì khi mà Son làm một chút research thì Son biết là anh khởi nghiệp bằng nghề ca sĩ, đúng. Anh là ca sĩ Anh Dũng, rồi anh còn là MC, anh còn là sướng ngôn viên anh còn là uh, host show cho radio được biết là anh còn là diễn viên rồi đóng kịch rồi lồng tiếng nữa trời đất ơi sao mà anh làm đủ thứ vậy <cười> <cười> mà sao anh có thấy một cái điểm chung là tất cả những à. cái nghiệp đó cái nghề đó đều liên quan tới cái giọng nói đúng không đúng vậy thành ra là có lẽ là đó là chính là cái khởi điểm đầu tiên dạ. đúng không đúng tại vậy. vì là mình có cái giọng rồi thì tự nhiên là mọi công việc nó đưa đẩy đến ừ. nó, nó nó hợp với cái vía hợp cái số làm sao đó mình lại gắn bó với nó phải nói cái giọng của anh rất là hay vậy không biết là khi mà anh đội nhiều cái mũ như vậy đó khác nhau thì anh anh thích thú với cái nghề gì nhất từ cái nghề đầu tiên là anh anh khởi nghiệp bằng cái nghề đó là nghề ca sĩ ca sĩ à, ừ. anh thích nhất cái nghề đó ừ. anh nói là cho đến bây giờ cũng phải là nếu cho chọn lựa lại từ đầu thì anh cũng vẫn chọn là ca sĩ thôi yeah. tại vì theo anh thấy mà anh đi làm nhiều thứ rồi đó thì chỉ có ca sĩ là khỏe nhất mình Sao chỉ cần anh? học thuộc bài à rồi cái thời gian tập luyện với ban nhạc nó cũng là một cái thời gian mà mình có thể mình mình enjoy mình có thể mình, right. mình cảm thấy thoải mái mm. nó không có nhiều ràng buộc nữa rồi khi mình lên trên sân khấu mình trình diễn mình ra thí dụ mình hát một bài hai bài hoặc thẳng thậm chí 10 bài đi chăng nữa, nó cũng nhẹ nhàng hơn là một người phải đi yeah. tập luyện thường xuyên, một cái vở kịch như vậy phải tập bao nhiêu ngày trời, rồi bao nhiêu thời gian, rồi chẳng hạn, còn thí dụ làm tin tức thì cũng phải soạn tin, soạn tức rồi mình đọc, tức là nó tốn nhiều thời gian hơn, mà tất cả mọi công việc đó mình sẽ cảm thấy mình bị căng thẳng hơn là cái cái việc trình diễn của một ca sĩ. Khi mà anh nói mà làm ca sĩ khỏe hơn, xong có tưởng là làm ca sĩ sướng hơn nhiều, tại tiền nhiều chứ? <cười> <cười> đó cũng là một phần nữa sao anh cứ nghĩ như thế này nè, yeah. mình anh bởi thì nói mỗi lần mình nghĩ đó không phải mình nói mình phân biệt, uh -huh. nhưng mà mình cứ nghĩ một ca sĩ đi lên một cái chương trình đại nhạc hội thí dụ bây giờ hát tối thiểu là hai bài, thí dụ một cái một cái chương trình đó là nguyên một show của một ca sĩ thì một hai chục bài thì ok. Nhưng mà cái tiền thù lao lúc nào nó cũng cao hơn cả. Trong khi một anh nhạc công cùng đêm đó người ta đứng trên sân ừ. khấu từ đầu chương trình cho đến cuối chương trình nó ít nhất cũng có từ 3 tiếng cho đến 4 tiếng. Yeah. người ta lãnh cái tiền thù lao của một nhạc công nó nó ít lắm. Trong ừ. khi một ca sĩ mình lên mình chẳng hạn ra hát hai bài vô thì cái tiền thù lao cũng gấp bao nhiêu lần đối với một nhạc công. Cái đó là một trong những cái mà nhiều người cũng muốn Yeah. Uh, biết là thu nhập của ca sĩ cao hơn rất là nhiều người rồi nhưng mà son nghĩ là anh đi ca hát là vì anh đam mê cái cái sự nghiệp đó son hiểu được cái điều đó tại vì anh biết sao không? tại vì tối hôm qua đó son hay chờ đến buổi tối cuối cùng để mà mình tìm hiểu về nhân vật mà mình phỏng vấn lắm tại son sợ làm nhiều quá mình quên hoặc mình là như, uh -huh. yeah hoặc là mình research nhiều quá nhiều khi mình over analyze mình over research son không thích vậy son thích uh -huh. nó phải có một sự tự nhiên nào đó thì khi mà son tìm hiểu son nói ủa anh anh dũng là ca sĩ mà sao mình chưa bao giờ nghe anh hát bài nào vậy <laughs> tại vì son là thế hệ sanh sau để muộn đúng rồi à, cái kiểu nhạc của son nghe nó 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 khác ít khi nào mà son nghe những cái bài của giống như thế hệ trước cô khánh ly cô lệ thu hoặc là thế hệ như là anh thì son mới tìm hiểu son lên son đánh vào là ca sĩ anh dũng bài hát thì cái bài nó hiện ra là bài tôi đi giữa hàng hôn Ồ. Oh. <laughs> son nói ủa cái bài này nghe cái tên hay quá ha bấm vô thử thì khi mà con son nghe đó thì lúc đó thường thường buổi tối là son hay uống rượu đỏ có một cái ly rượu đỏ mình uống mình nghe nó trời đất ơi cái ông này mắt hay dễ sợ <cười> <cười> cảm ơn son <Sean>. xin <laughs> nói là cái này là ngày mai mình phải đi đón hoàng hôn ngay lập tức thôi uh -huh. Tại cái bài gì mà nó lãng mạn mà, mà cái giọng của anh nó nghe nó khàng khàng mà nó trong mà nó cũng khàng uh -huh. rất là hay uh -huh. vì đâu mà anh anh có cái sự anh có thể kể cho khán giả biết là trước tiên là cái sự nghiệp ca hát của anh đi ừ. anh tìm được cái đam mê đó từ đâu và anh đi học từ đâu vậy phải trở lại từ đầu đi ha dạ thì bây giờ nói từ cái uh, khi mà còn ở trong nước đi ừ. bây giờ cũng không phải là mới sanh ra là đã thích đâu trong những cái năm mà đi học tiểu học trung học thật sự mà nói lúc đó mình rất là nhút nhát nghĩ tới tưởng tượng mà đứng trước đám đông đã ra là rụt vòi rồi chứ đừng có nói mà đứng nó còn hát cho mọi người nghe cũng lâu lâu cũng ngheo ngao thì ba anh ở nhà đó biết là thằng con có biết hát lâu lâu mà hệ có bạn bè rồi đến rồi ông cứ bắt thằng dũng ra đây đứng hát cho mấy chú mấy bác đồ nghe mỗi lần như vậy là anh trốn anh đâu có dám sợ lắm thì mình cứ nghêu ngang nghêu ngang, mà mình không nghĩ là mai mốt mình sẽ làm một ca sĩ đâu chỉ thích rồi hát thích rồi hát cho đến năm mười mấy tuổi đó anh nghĩ chắc lúc đó cũng là khoảng năm 70 thì bắt đầu mới thể hiện rõ ràng là mình thích hát ở trong trường có những cái chương trình hội trợ tết hội trợ này kia khác nọ thì mà anh mới vô trong cái ban nhạc của trường thì lúc đó mới bắt đầu lên được rồi xong mọi người nghe mới biết rồi mới cho lên hát trên các cái sân khấu ở trong hội chợ của trường rồi cái mình nghĩ à là mình thích cái này thật thì mọi người thấy hát thì người ta cũng ta khen hay thì mình cũng thấy hứng chí lên cho đến trung học lúc đó là nhà anh là ở đà lạt nhưng mà gia đình lúc đó ba anh được chuyển về cái trường truyền tin ở vũng, vũng tàu thì bắt đầu từ năm lớp 7 đó là anh đã về vũng tàu rồi về Vũng Tàu đi học, thì về dưới đó rồi cũng hát ở các cái hội trợ trong lơ trường như thế này thế kia đó. Rồi sau đó, năm 1972 thì anh nhớ lúc đó khoảng 14-15 tuổi thôi. Ở Sài Gòn người ta có tổ chức một cái chương trình đại nhạc hội nhạc trẻ ở vườn tao đàn. Lúc đó là của mấy anh chị như là anh uh, Nam Lộc, Trường Kỳ, Tùng Giang đồ đó. Yeah. Cái thời đó, đó thì đó là khoảng năm hai thì anh với vài người bạn ở trong lớp lúc đó học khoảng lớp 8, lớp 9 thôi. Bắt đầu rủ nhau lên Sài Gòn, ở nhà người bạn đó, ở hai ba đêm đó, rồi đi coi hội chợ đó, đi coi cái chương trình ở, vườn Tàu Đàn. Thích lắm, mê lắm. Về là không ngủ được. Không ngủ được một bao một thời gian dài vậy đó. Rồi cứ mơ ước là à, mình sẽ... Cái thời gian đó, cái nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc được dịch sang lời Việt, nó rất là thịnh hành mỗi tuần lễ anh thì đều ra những cái cửa tiệm bán sách ở ngoài chợ đó chợ Vũng Tàu mua về những cái bản nhạc bướm rồi nghe những cái đài phát thanh đài truyền hình nghe các anh chị hát những cái bài nhạc trẻ đó học hát theo rồi lúc đó có đàn guitar tập tự tập đàn guitar rồi tự đệm theo để hát những cái bài đó tức là mê lắm mê thiệt là mê mà sau này đó khi mà bắt đầu chính thức bước vào cái nghề ca hát thì phải nói là sau năm 1975 <laughs> Thoạt đầu vào đó năm 1975 thì anh vừa hết năm 11 ở Vũng Tàu. Rồi sau đó 75 thì gia đình lại trở về Đà Lạt. Thì anh học tiếp lớp 12 ở trên Đà Lạt. Rồi cũng đi làm đủ thứ. Rồi cuối cùng thì khoảng năm 79, 80 đó, Lúc đó mê hát lắm. Ở trong nhà cứ hát nghêu ngao đủ loại nhạc. Thời gian đó có cái đoàn uh, mỗi tỉnh, mỗi thành phố người ta tổ chức một cái đoàn ca nhạc cho riêng mỗi tỉnh thì Đà Lạt có một cái đoàn ca nhạc gọi là đoàn ca nhạc Lâm Đồng thì anh đang làm ở một cái cơ quan khác một cái ngành khác và anh xin vô xin chuyển qua để đi vô đi vô đó rồi đi thử giọng thì ở trong đó người ta thấy hát có khả năng thì bắt đầu người ta nhận vô để đi hát ở trong đó hát ở trong một cái đoàn thì từ đó mới gọi là hát trở thành chuyên nghiệp thì anh nghĩ đó là khoảng năm 79 80 đó thì cũng được trải qua một số các cái lớp huấn luyện tức là cái đoàn đó người ta mời thầy về để huấn luyện cho các ca sĩ ở trong đoàn luôn, chứ không phải riêng một mình mình. Nguyên một cái đội ca sĩ như vậy thì mời thầy ở trường quốc gia âm nhạc về để huấn luyện giọng hát. thì lúc đó mới học, học rồi từ 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 hát ở đó một thời gian rồi sau đó đi hát ở các cái phòng trà. Sau này những phòng trà được phép mở lại đó, mở cửa lại thì bắt đầu đi hát ở phòng trà ở Đà Lạt nó chỉ khoảng ba bốn cái phòng trà đó thì anh đi hát vòng 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 đó. Thời gian nó vui lắm. Cho đến năm 1991 Thì lúc đó gia đình bà xã Anh định có giấy bảo lãnh yeah. Thì đi theo bà xã đi qua Hoa Kỳ Thì kể như là tạm gác lại Cái việc ca hát của mình rồi Thì bây giờ bắt đầu đi qua Mỹ rồi làm gì vậy Không biết làm gì lúc đó Vậy Thế. là từ ở Việt Nam là chỉ có ca hát thôi Chưa có làm những ca cái nghề khác thôi. À, hả. Okay. Cũng có làm những cái lặt vặt không đáng kể Thế cái thời gian đầu tiên mà vừa xuống Đặt chân đến Mỹ Lúc đó là kể như là trong tay không có một đồng bạc hai vợ chồng với hai đứa con lúc đó con anh nó cũng khoảng đứa 7 tuổi đứa 8 tuổi thì bây giờ mình phải đi, đi tìm cái gì việc gì làm trước cái đã chứ lúc đó rất là lo thì bây giờ mình nghĩ thôi bây giờ chưa có cái gì thôi mình qua bây giờ cái việc đầu tiên là hai vợ chồng mới đi xin vô một những cái shop may lúc đó không biết son còn nhớ không ở khu vực Little Sài Gòn này có nhiều cái shop may người Việt của mình lắm nhận hàng gia công may cho các cái hãng xưởng ở trên LA yeah. Họ nhận về đây rồi gia công, rồi mướn người vô may này này kia khác nọ, rồi giao đồ, <laughs> may đồ hàng loạt. Chị ba của John đã làm công việc đó đến bây giờ Si vẫn làm nhưng mà si có cái tiệm riêng của hơn rồi ở tiểu bang khác. Uh -huh. yeah. Đó là cái công việc đầu tiên khi anh đến Mỹ anh làm. Hai vợ chồng đi à uh, may quần áo, rồi sau đó là chuyển qua đi may màn cửa. Cuối năm 91 anh ở đây 92 ở ngoài Phước Lộc Thọ có một tổ chức một cái chương trình thi karaoke karaoke à, thi <laughs> okay. à, mà lúc đó nó cái giải thưởng hạng nhất đó là 2 ngàn đồng kèm thêm một số các cái quà tặng là, là kèm theo những cái pager không rất là son so còn nhớ pager cái yeah, thời yeah, đó không yeah. đó thời đó chưa có cell phone chưa nữa. có cell phone xài pager nghe cái mấy cái giải thưởng thì mừng quá thôi bây giờ mình đi thử thì đi, đi vô đó trong khu phố lộc thọ anh còn nhớ một cái 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 công ty mà bảo trợ cho chương trình đó hình như là gg cosmetic rồi nhiều công ty khác chứ không phải là hãng thu đĩa hay là không, trung tâm ca nhạc gì hình như anh? là cũng một cái cửa tiệm bán đồ điện tử họ tổ chức right. ừ, anh quên cái tên rồi yeah. cái thời gian đầu ở, ở đây nè ở Phước Lộc Thọ nè rồi sau đó thì vô đó thử thi đi thi cũng ba bốn lần ba bốn lượt từ từ sơ kết chung kết bán kết rồi này kia thì cuối cùng anh được hạng nhất Wow. Ừ. Được hạng nhất với cái bài hát anh nhớ cái bài hát vô vô chung kết là lúc đó anh hát bài 10 năm tình cũ. 10 năm tình cũ của ừ. nhà sĩ Trần Quảng Nam. Thì được hạng nhất là được 2.000 đồng, mừng quá. Wow. À về cũng nuôi trí nhưng mà cái thời gian đó thì vẫn phải lo cái việc chính của mình là việc đi làm. Đúng. Thì anh đi làm thêm nào là sau cái lúc mà đi mang may màn cửa rồi đó, thì bắt đầu nghe trên đài radio có quảng cáo về cái chương trình của anh Việt Thảo về cái cái, cái trung tâm lồng tiếng của ảnh Cho à. ảnh muốn đi thử, à, Hay là mình đi làm nghề này thử coi Cái thời đó là lồng tiếng cho phim bộ Hồng cho Kông đó Cho phim bộ đó. Hồng Kông đó à. TVB là... yeah. Cái thời đó là rất là thịnh hành luôn ừ. Rất hot Ai cũng coi phim trưởng Phim xã hội đen của Hồng Kông <laughs> Kính thưa quý vị um, son muốn dành một vài giây Để mà giới thiệu đến nhà tài trợ Cho chương trình ngày hôm nay nhé. Đó là công ty Happy to Easy Chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng Đây là nệm cứng rất tốt cho những người cao niên hoặc là những người trung niên mà bị thoái hóa cuộc sống lịch đĩa đệm một điều đặc biệt là những tấm nệm cứng này có nhiều độ cứng khác nhau và được sử dụng 100% cao su thiên nhiên và được sản xuất tại Mỹ để biết thêm chi tiết mong là quý vị hãy liên lạc ngay số phone trên màn hình nhé cảm ơn quý vị rất nhiều thì bắt đầu vô nó học nghề chỗ chỗ anh Việt Thảo uh -huh. rồi học rồi cũng làm một thời gian chắc cũng khoảng 6 tháng năm gì đó thì trong cái lúc đang làm như vậy thì nó đến năm 93 cuối năm 92 đầu năm 93 thì lúc đó cái phong trào vũ trường ở quận Cam mình còn rầm rộ lắm lúc đó ở đây có ba bốn cái vũ trường lần ừ. vũ trường Ritz nè vũ trường Diamond nè nà. sau này uh, Diamond thì chuyển thành Majestic sau này đó uh, của rồi đồ sơn thì um, nhiều uh, lắm không anh, uh, anh chị ừ. Quốc Phi Khanh yeah. rồi vũ trường Ritz là của nhạc sĩ Ngọc Chánh năm 93 nhạc sĩ Ngọc Chánh lại tổ chức một cái chương trình tuyển lựa tài năng mới ừ. lại bắt đầu là nghĩ à bây giờ mà đây cũng là cái cơ hội thôi mình đi tìm đi. Tại vì nếu mà đạt giải trong đó thì sẽ được nhận hát thường trực ở tại vũ trường ritz và mỗi cuối tuần thời gian đó mỗi cuối tuần là thứ sáu thứ bảy chủ nhật ba đêm các vũ trường ở đây hoạt động và cái phong trào khiêu vũ lúc đó còn mạnh lắm mọi người lúc đó cũng vừa qua đây cũng mười mấy năm thì cái phong trào nhảy đầm mỗi cuối tuần còn mạnh mẽ lắm thì anh cũng nộp đơn anh đi thi qua bao nhiêu vòng mà lúc đó nhiều nhạc sĩ chấm lắm Nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca sĩ Duy Khánh của Thái Thanh, trong ban giám khảo, wow. nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi, nhạc sĩ Nguyễn Hiền, nhạc sĩ Nhật Ngân, tức là nhiều gương mặt nhạc sĩ gạo cội của mình yeah. trong ban giám khảo thì kỳ đó anh thi lại được giải nhất. Wow. Anh có duyên cái giải nhất quá mình à. <laughs> <laughs> Mà nghe mình cũng sướng quá, anh lúc đó là anh nè với Hoài Nam Hoài Nam sau này có hát với trung tâm Thúy Nga. anh với Hoài Nam đoạt giải nhất đồng hạng. hạng nhì là ca sĩ Quang Tuấn, không biết là son có có, biết, có nhớ Quang Tuấn không? Quang Tuấn cái giọng trầm ấm rất là hay, yeah. hát cũng cái giọng trầm ấm giống như Anh Tuấn Ngọc vậy đó. Rồi tiếp theo đó nữa là uh, Thiệu Kỳ Anh cũng đoạt giải. Rồi bên con gái thì có hai cô là cô Quỳnh Lan với một cô nha sĩ Milile ở San Diego cũng đoạt giải trong cái chương trình đó. Rồi sau cái đó thì dĩ nhiên là được nhận vô hợp đồng với vũ trường Brits hát 2 năm ở đó. Thì yeah. đó cũng là cái thời gian mà vui lắm. Tại vì lúc đi hát thì mỗi tuần mình có cái việc ổn định rồi. Thì bắt đầu mới đi hát như vậy. Cùng cái thời gian đó thì Đài Listo Sài Gòn Radio vừa thành lập năm 93. Thì thời gian đầu tiên mà đài thành lập thì có anh Phạm Long, xứ ngôn viên Phạm Long, anh Việt Dũng, chị Minh Phượng. so anh nhớ anh Việt Dũng với chị Minh Phượng yeah, đúng vâng. không? Đó, chị Minh Phượng bây giờ là Đài Radio Bonsa thì đang đi hát như vậy đó thì một bữa nọ ông giám đốc của đài Little Sài Gòn Radio có đi lên trên vũ trường Ritz ông ngồi nghe nhạc không biết nghe giọng nó nói của anh sao thì lúc đó đài đang cần tuyển xuống công viên đó là bác Vũ Quang Ninh bác mới lại bác hỏi là cháu có muốn làm xuống công viên không hay là đi thử giọng đi cho ở à thế là cũng một cái dịp may lúc đó vừa uh, cuối tuần thì đi hát rồi ban ngày thì vẫn còn đi may hoặc là đi lồng tiếng thì nghĩ chắc là đây là a à, chắc là bác biết nhờ anh làm cái công việc lồng tiếng đó. thì bác mới hỏi cần xuống công viên thì anh mới vô, vô đó thử giọng thử giọng cái thời gian đó thì có bác vũ quang ninh này anh phạm long anh nguyễn hữu công ngồi đó nghe thử làm sao thì mọi người quyết định a à, có giọng tốt có thể nói được nhận vô làm xuống công viên anh lại bắt đầu làm xuống công viên từ đó từ năm 93. Wow. cái đó là radio không hả anh? Radio à, là... không thôi ừ. đó chưa có nói tin tức gì hết á. đọc tin tức mỗi ngày à. uh, rồi làm những cái chương trình thoát show trên radio. Right. lúc đó anh với cô Thúy An làm một cái cặp làm buổi chiều. Yeah. buổi sáng thì có anh Việt Dũng, chị Minh Phượng buổi chiều là anh với cô Thúy An buổi tối là anh Phạm Long với cô Hà Thanh Lịch và sau này là Phương Thanh làm chung với anh Phạm Long. thì làm bắt đầu vô xuống công viên từ đó là từ năm 93 thì anh làm cho đài Little Sài Gòn Radio đến năm 97 thì anh nghĩ cái việc xuống công viên Rồi sau đó ở nhà một thời gian rồi đến năm 2000 mấy đó anh mới trở lại anh làm rồi đến 2011 mới bắt đầu vô làm với đài Việt Face TV đó. À, là mãi sau này mãi mới vô sau này mới vô, vô Việt Face TV tại vì Việt Face TV nó 2011 mới thành lập yeah. ừ. thì anh làm anh làm công việc đó luôn cho tới bây giờ mà trở lại thì trong cái thời gian mà làm radio rồi à, vừa đi hát thì lúc đó cũng có show này này kia nhiều. À, vừa đoạt giải thì nhiều người cũng biết đến mình, yeah. rồi đi hát ở nhiều nơi, một thời gian thì làm MC khoảng năm 1998 99 2000 đó, anh làm MC cho trung tâm Asia cùng với Quỳnh Hương, thì làm MC với Quỳnh Hương trong cái thời gian đó cho Asia. Rồi sau đó thì nhảy qua mới làm cho trung tâm tình anh làm hai ba trung tâm là tự nhiên anh quên cái tên trung tâm cũng làm mc rồi sau đó một thời gian 97 thì anh nghỉ radio ha sau đó thì anh về anh không làm gì hết anh chỉ đi hát thôi làm mc rồi là đi hát này, này kia nghỉ trong đó khoảng hai ba năm rồi anh lại về nhà anh mở một cái studio riêng làm một cái studio để thu âm lúc đó cũng đi học đi học trường college để ra để làm kỹ thuật thu thanh là cho ca hát đó cho hát đó ừ. nhưng mà là lúc đó anh làm cái nó nó không có đạt tiêu chuẩn thành ra sau này anh chỉ chỉ để dành để, để để thâu ra đọc truyện thôi yeah. thâu thâu đọc truyện anh thâu đọc truyện một thời gian anh thâu cho các cái giọng đọc như là chị Hồng Vân nhà văn Bùi Bích Hà nhà văn Trần Diệu Hằng chị Trần Diệu Hằng chỉ có một cái dòng đọc rất hay thời gian đó là thâu rồi xong mới gửi qua bên cho đài VOA họ phát những cái truyện ngôn phát thanh đó về Việt Nam anh làm cũng được mấy năm thâu cho cái đó rồi xong đến năm 2003, lúc đó cô con gái của anh, cháu nó khoảng 20, 19, 20, 21, thì nó đã tốt nghiệp 2 năm ở trường Đại học Long Beach rồi. Thì nó mới nghỉ ở nhà, nó không biết làm gì. Nó nói thôi bây giờ cho con nghỉ 2 năm là con ấy. Thì nhiều người, có một cái anh bác sĩ đó anh quen. Anh nói hay bây giờ Dũng hướng dẫn cho cháu đi học ngành dược đi. Tại vì cái ngành đó nó hợp với con gái mà thì anh nghĩ tới đó thì ờ ừ, hay là mình hướng dẫn chứ không tôi đang đi học rồi bây giờ nghỉ mà sau này anh thấy nhiều đứa nít sau này đi đang đi học tự nhiên là nghỉ ngang một hai năm thì nó nghỉ rồi sau đó nó mới lựa chọn nó đi học tiếp yeah. cái chuyện đó lúc đó anh anh chưa thấy anh thấy ổ lấy làm lạ quá thì nghe cái người bạn đó khuyên vậy thì anh nói tôi anh mới ghi danh đi học làm pharmacy technician mm. anh đi học ở Long Beach yeah. Anh học khoảng 6 tháng Thì anh ra anh lấy cái bằng pharmacy technician May mắn thì vừa ra đi thực tập Thì vô bệnh viện VA hospital ở Long Beach, yeah. bệnh viện cựu chiến binh, right. thì Vô rất vừa thực tập thì gặp một số các cái dược sĩ người Việt mình quen, thì người ta cũng promote lên nó nói, ai người này, à, đây là anh Dũng cũng là hát nữa, ở này kia trong cộng đồng người Việt, thì lúc đó bệnh viện họ open cái job technician, thì mấy chị mới khuyên làm nộp đơn, anh nộp đơn luôn, thì ừ. nó, họ nhận, thành ra Vô làm ở VA 15 năm năm, wow. Đó. 15 năm làm ở trong vi osp Anh làm từ năm 2002 cho đến năm 2017, 15 năm. Thì sau đó xin việc Mà trở lại tại sao đi họ đi làm pharmacy technician thì nghe người bạn bác sĩ nói là Lên khuyên con gái đi học trở lại đi học dược đi nó hợp. Cho anh mới chọn cái nghề pharmacy technician. Thì trong cái lúc mà anh đi làm pharmacy technician vậy thì anh mới dắt con gái đi theo cho nó lên nó nó làm quen cho nó đi thực tập, lấy điểm thêm ở trong đó đi 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 volunteer Yeah, thì đi lên đó thì mấy chị dược sĩ ở trong đó mới rò rỉ mới mới rù rì rù rì khuyên nó. mà cuối cùng đó nó nộp đơn nó vô lại trường dược em. Wow. Ừ. Đó, đó đó cũng là một cái điểm tốt nha. Và... Nó ừ, là nhiều khi một dắt... cái sự may mắn yeah. cái duyên em thấy không? Yeah. Đó tự nhiên nó dẫn dắt từ chuyện này để qua chuyện kia. Thì khi mà anh thấy nó trở lại trường dược anh mừng quá. Ừ. Thì sau đó thì cháu nó học 4 năm ở Colorado thì nó ra dược sĩ rồi thì bây giờ nó ổn định Như cái nghề pharmacist của nó thì anh làm thêm cho đến năm 2016, 2017 đó thì lúc đó lại bắt đầu nói thôi, thôi bây giờ mình cũng làm 15 năm rồi bây giờ mình nghỉ đi mình ra, mình tìm cái gì khác mình làm thì vẫn lúc đó cũng vẫn sinh hoạt văn nghệ trong cái thời gian đó thì đóng kịch rất là nhiều nữa đóng nhiều vở kịch lắm anh đóng chắc tới, tới bây giờ chắc cũng khoảng uh, gần hai chục vở kịch đó wow. ừ. với các cái đoàn dân nam Thúy Uyển nè với đoàn của kịch sống túy hồng nè rồi của mai phương nè rất 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 nhiều anh đóng nhiều lắm không nhớ hết tên nhưng mà cũng khoảng mười mấy hai chục vở kịch xong thì nghỉ ở va thì ngay lúc đó anh lại có một cậu cháu cháu bên bà xã cũng vừa tốt nghiệp bác sĩ cái ngành về răng hàm mặt or maxillofacial surgery cháu cũng đi học cái đó thì cháu mới ra trường rồi bắt đầu mới dự định là mở cái phòng mạch anh nghĩ hay là bây giờ mình, mình nghĩ cái này là mình về giúp cho cậu cháu đó điều hành cái phòng mạch thì nó cũng hợp lý nó đến cái lúc thì anh xin nghỉ hưu ở nghỉ hưu non ở trên VA rồi về dưới này vẫn đi làm việc Face TV vẫn đi hát những ngày cuối tuần nếu có rồi đi làm điều hành cái phòng mạch cho cậu cháu cho đến giờ bây giờ này hiện nay thì vẫn làm cái phòng mạch đó wow. nằm ở trong khu gần việc Face TV đó ở Edinger với lại Brookhurst luôn. Nha. Yeah. Đó, đó là công việc hiện nay của anh. Nếu mà anh không nói chắc son không bao giờ đoán được là anh đã có thời gian làm pharmacy tech. Uh, son cứ <laughs> nghĩ là anh làm về mảng nghệ thuật, lĩnh vực nghệ thuật nhiều. Uh -huh mà bây giờ biết là anh làm nhiều thứ dễ sợ luôn á, chắc lắm. chắn là anh 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 học hỏi được rất là nhiều điều, mỗi lĩnh vực đều có một cái hay của nó, đúng. và một câu chuyện thú vị đúng. riêng đúng không? Mà nó thu hút lắm, không giống như là son rất là boring, 20 năm trời đi lính nó chỉ làm một nghề rồi, <laughs> chỉ học được cái gì trong lính thôi. Anh, nói, anh với em cũng có một cái điểm chung đó là cũng từng làm cho VA đúng không? VA, em yes. là cựu chiến binh, yeah. anh là người phục vụ <laughs> cho các cựu chiến binh. Bởi khi đúng mà không? anh nói cái nhà thương ở trên Long Beach Là son biết ngay, son đã ừ. đến nó vài lần rồi. À, yeah, cũng ờ đến nó khám bệnh rồi đằng kia đó hả? Dạ đúng đúng. trước khi mà mình ra lính á, sau khi mà mình ra lính mình vẫn lâu lâu vẫn đến đó check up. Ừ. Nhưng mà son rất là hiếu kỳ muốn biết là cái khoảng thời gian, tại vì lúc nãy anh có nhắc tới là anh có làm ở trên radio với lại chị Minh Phương với lại uh, cố nghệ sĩ Việt Dũng, ừ. đều là hai người mà son rất là ngưỡng mộ. Nghe cái giọng là biết liền à, cái giọng anh cũng vậy nghe là biết liền à. Đó thì anh có cái kỷ niệm gì mà đáng nhớ về khi mà làm việc chung với hai người không? rất là nhiều kỷ niệm ừ. chứ phải nói là anh việt dũng cũng là một trong những cái người mà đã đưa anh sâu hơn vào trong cái nghề sướng ngôn viên tại vì mới bắt đầu lên cái thời gian đó khi mà Little sài gòn radio vừa mới mở ra ở đây và những cái cặp sướng ngôn viên mà ăn khách vào cái thời điểm đó là việt dũng minh phượng ừ. đi đâu mọi người cũng đón nghe cái Việt dũng minh phượng việt dũng minh phượng rất là nổi vào cái thời gian đó phát buổi sáng sớm. Sáng sớm mà mở đài radio lên là bắt đầu nghe cái giọng rỗn rãng của anh Việt Dũng nhé. Là một cái giọng cười ròn tan của chị Minh Phượng. Nó làm cho cái không khí ở tại Little Sài Gòn này. Lúc đó, cái thời gian đó, những cái sinh hoạt gì về tất cả mọi việc, về văn hóa, chính trị, xã hội, nó làm như là nó 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 được một cái thêm một cái ngọn lửa đó. Nó thổi bùng lên. Mà công nhận vào thời gian đó, Việt Dũng với chị Minh Phượng đã có một cái phong cách làm truyền thanh nó khác hẳn với những cái phong cách mà mình đã biết ở Việt Nam. Rất là đặc trưng anh. Đặc ha. trưng lắm. Anh biết không? son lúc đó là Sean đang đi lính ở San Diego. À. Mà nhiều khi Sean phải lái xe từ San Diego cuối tuần nó xuống dưới đây, không phải là để ăn đồ ăn, ừ. mà chỉ muốn nghe radio, nghe giọng của Việt Dũng và chị Minh Phượng thôi. À. Sean còn nhớ rõ như in, mình ngồi ngay cái cái parking của chợ Hòa Bình đó, ừ. trên đường Garden Grove. Đó. Xong so, nghe anh Việt Dũng giới thiệu bài Ồ oh, sau đây xin mời quý vị nghe bài Bọt biển của Thế Sơn và Như Quynh Ồ oh, đã <laughs> Yes Tôi ừ. so, còn nhớ như in cái lúc đó Cái thời gian đó, đó anh Việt Dũng mới làm cái chương trình theo cái phong cách của Mỹ Tự nhiên thoải mái ừ. và vui tươi sôi động từ đầu cho đến buổi trưa khi mà hai người hết giờ ừ. Nghĩa là bao nhiêu chương trình rất là hứng thú vào cái thời gian đó Và nó tạo ra một cái làn sóng mới và điểm đặc biệt nữa mà cái sự thu hút của Little Sài Gòn Radio vào thời gian đó là chỉ duy nhất có một đài phát thanh thôi. Và sau này có thêm vài đài nhỏ 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 nhưng mà những cái đài đó họ làm ít giờ. Yeah. còn đài radio uh, Little Sài Gòn radio họ làm từ sáng cho đến khuya đến tối có thời gian làm luôn 24 mươi bốn tiếng wow. à, rồi sau này là chuyển xuống còn 12 tiếng rồi 16 tiếng đại khái như vậy tức là nó cũng qua từng giai đoạn nhưng mà cái thời gian đó là khi mà nói đến Little Sài Gòn radio là người ta nhắc nhở ngay đến việc Dũng Minh Phượng đến uhm. anh Phạm Long anh Phạm Long cái người phụ trách chương trình buổi tối với cái giọng đọc truyền cảm anh cũng giới thiệu những cái chương trình nhạc rất là hay. Little Sài gòn radio phải nói là một hiện tượng trong sinh hoạt về phát thanh của người việt hải ngoại vào thời gian đó. Đúng. mà khắp nơi người việt mình đều biết hết cả. ai cũng nghe hả. Uh -huh, uh -huh. giống như là họ bring people together đó, rất là đoàn kết mọi người lại. chỉ rất tiếc một điều uh -huh. lúc đó là chưa có youtube chưa có internet mạnh mẽ right. như bây giờ. chứ ừ. nếu mà không thì cái chương trình đó nó sẽ là những cái chương trình phát hành đi cả thế giới cả thế giới uh -huh, luôn đúng đó. vậy và sau này mình bây giờ thì son thấy rõ ràng yeah. là nhờ cái YouTube mà mình có những cái chương trình mà mọi người đều có thể làm YouTuber đó đúng. thì mới có lan truyền được những cái 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 tin tức cập nhật mới yeah. nhất đúng không anh nói đúng nhưng mà cái thời gian đó tại vì không có nghe son ở Senegal mà ở dưới đó đâu có nghe được đâu uh -huh. phải chạy túc lên trên này uh -huh. mới nghe được uh -huh. đó phải lố mới nghe được và <laughs> đó cũng là một trong những điều mà son thích để mà làm là gắn bó luôn với đúng. truyền thông truyền thông bây giờ phải yeah son rất uh -huh. mê vâng À, trở lại một tí với cái chương trình buổi chiều của anh với cô thúy an đó thì hai anh em làm những cái chương trình chẳng hạn như là về ca dao tục ngữ thi ca trong âm nhạc về những cái chương trình về lịch sử đọc truyện cho thiếu nhi cho các em tập viết tập nói tập hát những cái chương trình mà bây giờ đài vẫn còn giữ một số đó thì nó cũng tạo ra được một cái sự yêu mến của mọi người và bây giờ anh đi đâu nhiều người còn nhắc nữa cái chú anh Dũng hồi xưa có làm cái chương trình thiếu nhi rất là dễ thương buổi chiều là vì lúc đó mình lại tạo ra được một cái làn sóng mới nữa cho uh, tập trung để mà giáo dục về văn hóa Việt Nam cho thiếu nhi, về lịch sử, truyện lịch sử anh cũng đọc truyện lịch sử cho các cháu thiếu nhi, chiều nào cũng rất là sôi nổi, rất là hay. Bây giờ vẫn còn nhớ đó là một cái giai đoạn mà chắc có lẽ cũng là đáng nhớ trong cái cuộc đời hoạt động của mình đối với công việc xã hội. Nếu có dịp thì anh cũng sẽ sẵn sàng là làm lại những cái công việc như thế. Tại vì đó mình nghĩ nó một cái điều cần quan trọng là làm sao giữ nhắc nhở cho các cháu nhớ về cái văn hóa Việt Nam, về cội nguồn của Việt Nam và mọi thứ. Đó là cái điều rất là quan trọng một khi mình ở xa quê. Lúc đó một cái chương trình mà anh cũng thích đó là chương trình ca dao tục ngữ. Anh cứ sưu tầm những cái câu ca dao tục ngữ, lòng trong những cái câu chuyện rồi phát những cái bản nhạc. Lúc đó những cái chương trình nhạc của Trung tâm Thúy Nga cũng rất là nhiều bản nhạc về quê hương ghép lòng vô đó những cái chương trình phát thanh nó hay lắm, nó giá trị mà bây giờ anh vẫn nhớ những cái chương trình đó thì đó là những một trong những cái giai đoạn mà làm cho mình nhớ nếu mà nói về cái ngành uh, sướng công viên. Yeah. Mm -hmm. Wow, đúng là một thời khó quên anh ha, một kỷ niệm. Mm -hmm. yeah. Rất là đáng nhớ trong cái đời hoạt động của anh. Yeah, mm. đúng vậy. Lúc nãy anh có chia sẻ là anh cũng làm việc với uh, tư cách là một người chuyển âm Lòng tiếng đó, tuy là cái thời gian nó không lâu. Ờ, nhưng mà son cũng rất là, <laughs> son rất là hiếu kỳ muốn biết là tại vì son cũng tìm hiểu mà son tìm không ra uh -huh. cái giọng mà anh lồng tiếng cho phim gì và nhân vật nào anh có thể chia sẻ những cái kỷ niệm anh làm cái lồng thời tiếng không? Đó, đó thì anh vừa tập uh, vô tập là lồng tiếng thì cũng tập là những cái vai nhỏ 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 thôi nhưng mà rất nhiều bộ phim uh -huh. là anh không có nhớ hết mà sau này thì anh cũng nghĩ thời gian rồi sau khi làm với anh việt thảo khoảng chừng 6 tháng thì lúc đó anh làm chung với những cái giọng chuyển âm rất là nổi tiếng vào lúc đó chẳng hạn như là anh huỳnh long giang giọng chuyển âm của thanh toàn thanh toàn là con trai của nhạc sĩ trần điện thanh nhật trường đó <laughs> thì thanh toàn sau này cũng có vô làm Little sài gòn radio một thời gian vào thời gian đó thì thanh toàn chuyển âm ở chỗ anh việt thảo thì anh học được rất nhiều điều ở những cái người mà đã đi trước đó vân yên vân yên cũng là một trong những cái giọng chuyển âm chính của, của studio anh việt thảo vào thời gian đó vân yên thì bây giờ cũng vẫn làm lito sài gòn radio bây giờ nè rồi chị hoa là vợ của anh duy khánh cũng làm wow. ở trong đó ừ. nhiều lắm nhiều người lắm thì đó cũng là một cái thời gian rất là đáng nhớ mà vui sau này anh khi mà đã làm radio nhiều rồi không còn giờ thì anh nghĩ chuyển âm một thời gian sau thì anh trở lại anh làm cho cái studio của cô Ánh Hằng. Cô Ánh Hằng là con gái của nhạc sĩ Lam Phương với lại kịch sĩ Túy Hồng. Cô cũng có một cái chương trình, một cái studio để chuyển âm riêng. Thì sau này khi mà làm với đó, với Ánh Hằng đó thì anh nhớ cái phim mà anh đầu tiên anh chuyển âm với Ánh Hằng mà anh nhớ hoài đó là phim Cô Gái Đồ Long. Mà trong đó anh đóng vai tạ tốn. Really? Tạ anh tốn chuyển âm đó. cái vai tạ tốn. <laughs> mà... Sao anh cứ tưởng là Trương Du Kỳ chứ? <laughs> <laughs> à, trương môn kỳ thì có các bạn trẻ làm rồi yeah. thì anh lúc đó đang cần cái vai tạ tốn chuyển âm xong cái vai tạ tốn anh về anh mất giọng mấy ngày really? tại vì phải gào mà oh, phải, phải gào. làm cho cái giọng nó gào Cho nó nó, nó gầm gừ lên tại vì tạ tốn là có cái môn võ công gọi là sư tử hống đó uh -huh. không biết sao anh nhớ không yeah, yeah. thì lúc nào cái giọng ông cũng phải anh đang nói là cái phim cô gái đầu lông mà có uh, lương triều vĩ đóng hay sao anh không nhớ tại nữ nào nữa à. mình như là cô gái đồ long mà đồ cô gái đồ long về sau này nè dạ, dạ. à, chứ không phải là cái 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 đầu tiên à. nó, thành tôi biết là nhũng nhớ là ai đóng anh không phải là cùng. cái lưu đức hòa anh không nhớ cái thời gian à. ok anh... nhưng mà nó có hai bộ cô gái đồ long so một anh sẽ bộ trước hiểu. một bộ sau nhưng yeah. mà bây giờ anh phải nói thì so anh mới search ra được <cười> <cười> anh có nhớ cái khúc nào mà anh anh thử lòng tiếng một, một đoạn ngắn thôi ừ. cái vai tại tố mà cái khúc mà anh thích nhất á không phải cái khúc thích nhất mà cái khúc mà khi mà Tạ Tốn đi về nhà, lúc đó Tạ Tốn chưa có đi vô trong một cái đảo hoang đâu. Ừ, thì ông mới bị dân giới giang hồ nó ghét làm sao nó lại, nó tàn sát cả gia đình. Khi buổi tối đó mà Tạ Tốn về nhà mà nhìn chứng kiến cái cảnh nhà cửa cháy tan hoang, vợ chết, con chết đó. Thì mình giống lên mà đau khổ mà dằn vặt rồi sau đó mới bắt đầu đi luyện công để mà sau này phục hận lại đó thì cái đó là những cái 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 lúc mà anh cảm thấy là mà anh tập nội cái vai mà khi mà về mà để chứng kiến cái việc mà gia đình mình bị tàn sát trong cái trận hỏa hoạn đó mà kẻ địch nó đã gieo lại đó anh phải tập cái đó bao nhiêu tiếng đồng hồ anh mới làm ra được mới mới wow. mới tạm mới ổn thành ra sau mà khi mà rống mà làm cái kiểu cái giọng vậy đó về cái giọng nó khang luôn mấy ngày <laughs> anh có nhớ anh nói gì không anh không nhớ gì đâu à. À, nhưng mà lại khá là chỉ nhớ cái tình cảm trong cái lúc đó Và à. nó thể hiện tại ông này là một cái người lúc nào cũng nóng nảy lúc nào người cũng bỏ công rất là mạnh mẽ nhưng mà nóng nảy, cái đó mình phải dồn cảm xúc vô đúng không? nhiều. Mình lắm. phải tưởng Mỗi tượng mình là dạ, nhân vật đó à? rồi. Mỗi lần mình làm xong cái vai đó nó mệt lắm, tại vì ừ. mình phải tập trung vô, mình làm đi dùng hết sức ở trong bao nhiêu kỹ thuật thanh nhạc của anh anh học bao nhiêu oh, năm, wow. à? anh phải dồn lấy hơi kèm hơi nén hơi làm sao để, để đạt được cái đó. đó, nó cũng cực lắm. Anh có Nên... thể nói một đoạn lồng tiếng cho anh nghe được không? Thôi, bây giờ không nhớ. Đâu. <laughs> tại vì nói nó phải đúng cái cái lời nó à, mới hay đúng, được đúng cái, à. cái, cái cái nội dung của à, nhân vật mình ok nhưng à, 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 à. bây giờ không nhớ nhân vật đang Ngông làm gì là... à, à, đó mình nói à, nó 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 okay. không hay. thì bây giờ tưởng tượng như uh, tà tốn chuẩn bị đen phở đi <laughs> thì nói làm sao nó cho như một tô phở cho một tô phở tái có bò viên đi <laughs> <laughs> hay quá. Wow, công nhận anh tài thiệt đó. Tài hả? Quá anh tài nghĩ luôn. là không phải tài đâu, à. mà tới là cái lúc mà mình mình đói thì đầu gói nó phải bò, yeah. tức là mình có nhiều cơ hội để mình làm nhiều cái công việc khác nhau. Mà nãy giờ đó, như hồi nãy mình nói từ đầu, tất cả mọi việc anh làm nó đều gắn liền với cái giọng nói hết. Uhm. Thành ra anh may được một điều là có được một cái giọng thiên phú. Mà cái điều mà nó cản trở anh cũng không ít á là cái lỗ mũi anh lúc nào nó cũng hơi bị nghẹt anh nói ra nhiều người cứ nói ủa sao cái giọng nó bị nghẹt thì đó đó là cái cản trở mà anh nghĩ đó cũng là cái mà nó làm cho những cái điều mà anh muốn làm nó không có được trọn vẹn anh nhớ hồi giờ nhỏ lúc còn học tiểu học chắc khoảng lúc đó năm sáu tuổi sáu bảy tuổi thì anh cũng bình thường thôi đâu có bị cái giọng nghẹt đâu đến một ngày đó đi học không biết vô trong trường rất là chọc mấy đứa học chung làm sao mấy mà cái thằng đó anh nghĩ là nó nhỏ hơn anh cậu đó nó nhỏ hơn anh chọc không biết anh chọc nó cái gì đó mà nó giận quá mà nó cầm nguyên một cái lon khúc cái lon coca coca cola cái thời đó ở việt nam mình có nhiều coca cola lon lắm tại vì lúc đó cái trường tiểu học mà anh học đó thì nó nằm ở trên cái đường đi vào một cái căn cứ quân sự của mỹ nó là nằm dọc theo cái đường lý thường kiệt ở khu vực chi lăng ở đà lạt đó chạy thẳng con đường chi lăng nó là vô trong một cái căn cứ quân sự của mỹ thì thường thường buổi tối lính mỹ hay đi ra dưới này họ đi ấy rồi họ uống coca cola hỗn bia lon rồi họ dục lại đường trong sân trường anh nó cũng có một mớ thì anh chọc không biết chọc một bé nó thế nào mà nó nó cầm nguyên cái lon coca mà may lon coca không nha chọi một cái trúng vào cái lỗ mũi anh wow trúng vào lỗ mũi anh thì nó sưng lên mà anh về không dám nói với nhà không dám nói thì nó đau mà nó chảy mũi mấy ngày trời luôn mà nó sưng lên nữa thế hồi má anh mới thấy thì mà hỏi mẹ mới nói à, đi học bị mà thằng nhỏ nó nó chọi đá anh không có nói chọi lon coca nó chọi đá nó trúng này và từ đó cái mũi anh nó có thẹo, ừ. rồi chắc có lẽ vì cái việc đó mà cái cái giọng nó bị nghẹt luôn, nó bị yeah. nghẹt nghẹt. thì nhiều người sau này cứ nói của anh Dũng sao nói cái giọng nó giọng mũi nhiều quá. sau này anh khám lớn nên đi khám bệnh thì mới biết là mũi mình nó bị lệch vách ngăn. Ồ. thì anh nghĩ là vì đó. bây giờ yeah. cái chỗ xương này nó vẫn còn gồ lên hơn một chút, chi. À, mà nó bị cái lệch vách ngăn một bên một bên lớn bên bên nhỏ thì anh nghĩ là vì lúc đó vì cái vết thương đó mà nó tạo ra cái đó. Mà, mà anh nó nói thì không ai để ý đâu mà nó tạo ra ừ. cái 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 giọng mình là cái giọng ngạt mũi luôn ừ. mà nó rất đặc trưng nữa <laughs> mà, mà biết biết đâu được là vì cái giọng đó mà ca hay hơn đúng không <laughs> tại vì son có một thằng bạn hồi xưa ừ. ở dưới san diego đó nó ca rất là hay ừ. nhưng mà mỗi lần mà nó chuẩn bị nó đi thi này kia là nó phải cố tình nó bị cảm xong mới hỏi nó tại sao phải làm vậy nó cảm nó sụt sùi nó nghe nó mới nó mới nó... hát mà nhạc bolero <laughs> đó nhất là mấy cái bài nghèo đó nghe nó mới tả tơi <laughs> nó đang hay rồi mà nó nghĩ là tại vì nó bị cảm bị mũi là nó sẽ hay hơn có cảm xúc nghe nó hơn nữa hơn à. Nước <laughs> anh thì không anh lại muốn cho nó nó đừng có bị nghẹt à. nhưng mà không được thành ra sau này anh cứ hay bị allergy lắm thật là có lẽ là vì ừ. cái 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 vết thương đó dạ vậy ừ. anh nghĩ là mấy bạn trẻ mà bây giờ mà muốn dòng mà nức nở hơn là đừng có bị cảm đúng không đừng bị cảm chứ phải cái giọng phải ấm trầm ấm chứ như đó <laughs> bao nhiêu ca sĩ nam như là anh tuấn ngọc nè như quang tuấn nè như nguyên khang rồi người ta hát cái giọng ta trầm ấm đâu có nghẹt gì đâu dạ. <laughs> mà anh nghĩ đó cũng là một cái điều hình như về nhân tướng học thì anh kể như anh bị phá tướng về cái đó, đó. À. tự nhiên cái lỗ mũi mình nó đang thẳng thì tự nhiên nó bị hơi cong qua chút vậy dạ thì sau này nè anh bây giờ anh sống mấy tuổi anh gần 70 tuổi rồi anh mới nghĩ là anh ở chắc có lẽ đó cũng đúng tại vì tất cả những cái điều gì mà anh muốn làm ha cái mục đích của anh là từ anh tiến tới đó thì vừa tới gần tới đích rồi tự nhiên nó lại có một cái gì nó rẽ hướng anh đâu một cái hướng khác à. tức là những cái công việc gì anh muốn làm nó dạ. không có trọn vẹn vậy thì bây giờ son recommend anh nha ừ. anh đặt ra cái mục tiêu nhưng mà đừng nhắm thẳng anh nghiêng 10 độ <laughs> có lý <laughs> <laughs> bữa đó <đợi> làm thử <laughs> khi mà anh đi tới đó gần à, đó anh rẻ cái là tới luôn. thành ra thí dụ bây giờ người ta hỏi mình uh, bạn thích làm cái gì ừ. thì mình đừng nói là mình thích hát ha. Dạ. Mình nói ở uh, tôi thích uh, ca cái lương chẳng hạn. Đúng rồi, Biết đâu nó đâu gần rồi. tới đó thì nó chuyển qua thành thành hát tân nhạc. <laughs> <laughs> có lý rất mà anh hay. nghĩ đó cũng là, là cũng là, là đúng nó, nó, nó cái, cái số mình là nó như vậy. Dạ. Yeah. Ừ. Anh biết làm nhiều thứ không biết là phải hỏi từ đâu nữa nhiều quá. Ừ. Mà những cái việc mà anh làm á son đều rất là thích thú. Cái nào son cũng cảm thấy thú vị cả. Ừ, ừ. Giống như lồng tiếng, radio. Rồi về sau này anh làm qua cái việc sướng nhân viên trên đài truyền hình đó thì anh thường xuyên nói tin tức. Thì son cũng có một thời gian son thử làm tin tức. một Thời gian ngắn thôi. Son không làm được nữa. Tại sao? nhất là điểm tin đó. tại vì rất là nhiều những cái tin negative. Mình nói riết rồi. rồi mình mình uh, giống như mình cố gắng mình khống chế cái cảm xúc của mình, mình đừng có để cho mình bị tác động bởi cái nội dung cái tin mà mình đưa ra. Nhưng mà sao anh cảm thấy cái điều nó rất là khó. Khó lắm. Yeah, mà làm sao mà anh anh làm cách nào mà anh có thể duy trì được công việc đó? Không những là này nó khó Long. về ngay cái trong cái cái nội tại của mình, ừ. trong cái nhận thức của mình. Yeah. Mà nó còn khó luôn cả cái việc mà cái người ngoài, người khán giả khi nghe đó Thí dụ bây giờ nói một cách trắng đi. Chẳng hạn một vấn đề chính trị thì lúc nào nó cũng một bên Dân Chủ, một bên Cộng Hòa. Ừ. Là một người đưa tin làm sao để mình đưa một bản tin trung dung để đừng có nghiêng về bên này, nghiêng về bên kia. Điều thứ nhất là cái đó không phải là phong cách của một sướng công viên. Một sướng công viên là phải đưa tin trung thực. Điều thứ hai là khi mình nghiêng qua bất cứ bên nào một tí thì sẽ có một khối lượng khán giả người ta phản đối. Một nửa thì người ta ủng hộ, một nửa sẽ phản đối điều thứ ba là về vấn đề mà thương mại cho một cái đài truyền hình một cái đài phát thanh khi cái lập trường của mình nó bị nghiêng mình mất một nửa khán giả có nhiều khán giả khi người ta nói à tôi ủng hộ chương trình này là vì mấy anh chẳng hạn mấy anh binh ông trump còn nếu mình nói bây giờ tôi binh ông biden thì cái số lượng binh ông trump sẽ bỏ đài đi chỗ khác ta nghe chương trình khác thí dụ như vậy nhiều mặt lắm cho nên lúc nào mình cũng phải giữ và cái điều khó nhất là làm sao để mình giữ được cái điều đó thành ra qua một cái thời gian dài anh làm nhiều khi bây giờ anh nói chuyện cũng lâu lâu cũng có người nói ô đây là một cái ông cuồng Trump trong ừ. khi ông này là ô, ông này là ông cuồng Biden chẳng hạn vậy người ta không biết mình là cuồng ai mà cái điều đó thì cũng mình phải giữ thôi Như? tại vì bây giờ nếu mà mình cuồng một bên thì khi mình nói mình sẽ bày tỏ cái lập trường mình rõ quá đó, thì nó sẽ mất hẳn một cái lượng khán giả mà cái điều đó là cũng không tốt nữa Tại vì anh cố gắng giữ làm sao bây giờ trong cái chương trình anh với Tyler Diệp mỗi buổi sáng ở đài Việt Face TV cố gắng nhận định và phân tích những cái tin tức nó trung dung nhất như có thể dĩ nhiên nó cũng có một số lúc mà cái cảm tính mình nó len vào trong cái 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 lúc mà mình đưa tin đó ừ. nhưng mà mình làm sao để mình phải tránh điều đó càng càng nhiều càng tốt bên yeah. à, mình có được một cái lượng khán giả nó đông hơn và cái người nghe họ không có bị dị ứng với những cái điều mà mình muốn đưa. Tại vì khi mình nói về một bên này rồi tới hồi mình nói ngược lại cái điều đó thì người ta sẽ mất tin tưởng nơi mình rồi. Theo anh cái vấn đề đó nó rất là quan trọng mà đúng là cái điều mà trăn trở của Son nó cũng trùng khớp. Đó cái là, điều là cái đó. điều mà Son rất là ngưỡng mộ anh đó. Anh rất là chuyên nghiệp trong cái vấn đề đó. Rất là chuyên nghiệp Cảm ơn. luôn. Yeah. rất là trung dung, rất là khách quan khi ừ. mà anh nói về tin tức, có thể nhìn được anh không có nghiêng về phe nào cả ừ. và phía nào cả. Anh cứ giữ như vậy mà nói và anh nói cái tin rất là trung thực. Kính thưa quý vị, xong muốn giới thiệu đến quý vị một nhà tài trợ thứ hai cho chương trình ngày hôm nay. Đó là công ty Teletron chuyên bán những chiếc ghế massage cao cấp và những mặt hàng luxury khác. Công ty Teletron thường xuyên tổ chức những ca nhạc hồi miễn phí phục vụ quý đồng hương trên nhiều tiểu bang ở nước Mỹ. Họ cũng có một quỹ học bổng dành riêng cho các em học sinh gốc Việt tại miền Nam California. Mọi chi tiết xin quý vị hãy liên lạc số phone trên màn hình. Cảm ơn quý vị rất nhiều gần đây thì son thấy là ở trên uh, những cái show thúy nga first by night thì anh có đóng một cái vai trò là mc nữa uh, thì khi mà anh đứng trên một sân khấu lớn như vậy uh, làm với vai trò là mc có bao giờ anh cảm thấy áp lực tại vì một người trước đó một mc rất là nổi tiếng trước đó là chú nguyễn ngọc Ngạn đã từng đứng đó không? anh không bao giờ bị áp lực không bao giờ gặp áp lực đó không bao giờ mà anh bị rất nhiều áp lực <laughs> <laughs> thậm chí trước khi mà anh ngạn anh nghĩ thì cũng có nhiều người đã hỏi anh rồi tại vì anh ngạn trước khi mà anh nghĩ khi mà anh trả lời phỏng vấn của đài bbc luân đôn đài voa thì nhiều người hỏi là anh nghĩ là ai sau này thì là thì anh lại nêu tên anh ra với một số tên thì cái đó là cái áp lực đầu tiên trong cái cuốn paris by night 135 là cái cuốn mà từ giả sân khấu của anh đó như ở thái lan hay là ở las vegas thì anh quên rồi nhưng mà trong đó anh có nói một cái điều mà anh cũng nghĩ rằng nó cũng giải tỏa bớt cho những cái thế hệ mc sau này ừ. những người có thể đứng vào cái vị trí đó của anh anh nói một câu là đừng nghĩ rằng là những người sau này là những người thay thế anh mỗi người sẽ là một cái có một cái vị trí riêng và để cho mọi những người đó họ tạo dựng được cái uy tín của họ đối với cái lòng tin của khán giả và tạo được cái sự yêu mến của khán giả đi cho người ta cơ hội thì anh nghĩ đó là cái điều mà anh ngạn anh đã để lại rất là quý cho những cái thế hệ mc sau này anh không nghĩ bao giờ là mình có thể là một người thay thế được anh ngạn nhiều người cũng hỏi anh câu đó rồi anh rất là sợ sợ lắm ừ. tại vì anh biết chắc chắn rằng không phải là một sướng ngôn viên giỏi là một mc hay hai điều nó hoàn toàn khác nhau ăn thua anh ngạn anh nói cái vấn đề đó là cái kiến thức của một mc thì bây giờ nếu mà mình mình thiếu mình có thể đi tìm Google nó có ừ. hoặc là những cái phương tiện để mình mình tìm hiểu thêm. Anh Ngạn anh nói như vậy mà. Nhưng mà cách cái quan trọng là mình diễn đạt làm sao cùng một vấn đề đó với anh Ngạn anh diễn đạt như thế thì người khán giả người ta thích thú. Còn với mình mình diễn đạt cùng một vấn đề đó, mình có tạo được cái sự thích thú cho khán giả giống như vậy hay không? Đó là cái vấn đề. Ừ. Thành ra anh Ngạn anh đặt ra cái vấn đề rất là hay mà rõ ràng như vậy. Là nếu mà chúng ta để ý rõ đó, thì trong cái lúc mà anh chia tay anh đã nói ra những cái điều mà anh nghĩ nó giải tỏa áp lực rất là lớn cho những cái người đi tiếp theo anh, trung tâm thúy nga nhìn ra được cái điều đó, cho nên là những cái cuốn tiếp theo sau cái cuốn 135, cuốn 136 thì là trung tâm thúy nga để bao nhiêu 4 4 mc cộng với nguyễn cao kỳ Duyên thì um, ban giám đốc cũng nói rằng à bây giờ mà để một người chắc chắn lên là sẽ bị cháy liền là người ta sẽ đem ra để so sánh với anh ngạn đến thời điểm này chưa có ai có thể đứng ra để so sánh với anh ngạn cả là có thể là tiếp bước được đến cái mức độ nào thôi chứ còn mà nói để mà thay thế em suy nguyễn hồng bạn anh nghĩ là không có và chắc chắn là cũng sẽ không có luôn hoặc là người đó có thể tạo ra một cái ấn tượng riêng một cái dấu ấn riêng của họ và có một cái vị thế khác chứ không phải là để thay thế để trám vô cái chỗ mà anh ngạn đã để lại đó là cái quan niệm của anh anh suy nghĩ yeah. anh thấy rõ ràng như vậy và nên một khi mà anh ngạn anh không còn làm nữa bất kỳ ai bước vào cái đó cũng là một cái điều rất là khó khăn và nó là tạo một cái áp lực rất 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 là lớn thậm chí có lúc anh nghĩ thôi hay là mình nói thẳng với trung tâm mình mình đừng nhận cái này nhưng mà anh nghĩ thôi hay là mình cứ thử đi Đó, cứ nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tới nghĩ lui rồi anh nghĩ là hay là mình cứ thử thử xem xem một thời gian là vì chắc chắn nếu mà mình làm không được một thời gian á, thì trung tâm phải kiếm ra nhiều người khác để thay thế ừ. đó là kiểu, tại vì trung tâm mà nó phải tiến lên người ta không để thể đứng yên một chỗ và không phải vì một cái vấn đề là thiếu mc mà các cái chương trình của người ta bị bị mất khách cái đó là không phải mà thí dụ như bây giờ thế hệ giám đốc của trung tâm thúy ngai hiện nay là cô marito van paul huỳnh anh huỳnh thi thì hai anh chị đó bây giờ thí dụ như lớn rồi thì cũng phải truyền lại giống như là giáo sư Tô Văn Lai đã truyền lại cho đời của Marito với lại là Paul huỳnh Thì bây giờ hai ông bà cũng sẽ truyền lại cho đời con đời cháu của mình. Thì trung tâm họ vẫn tiếp tục tiến tới chứ, đâu có thể ngừng lại. Chỉ từ khi nào quyết định à thôi giải tỏa, giải tán uh, trung tâm thôi. Thế còn nếu vẫn tiếp tục về cái này thì người ta phải tìm ra một cái con đường để đi đó ừ. đó là cái cách thức mà anh nghĩ là thời gian rồi nó cũng sẽ làm vui ngoài đi rồi cũng có thể tạo ra một cái phong cách nào mới cho một cái chương trình mới bởi vì là bây giờ hiện giờ nếu mà mình nói cứ tạo giống như những cái, cái phần mà anh ngạn với nguyễn cao kỳ duyên làm nó đã quá hay rồi nó tạo ấn tượng tốt rồi bây giờ không ai có thể lên mà chính anh ngạn cũng nói cái thế hệ tiếp theo không nên làm theo đúng những cái gì mà anh đã làm ừ. tại vì những cái điều đó người ta đã chứng kiến và người ta đã thẩm thấu và người ta đã chấp nhận rồi bây giờ để mà làm một cái chương trình giống như cái hình thức đó đối với ảnh với cả vị duyên thì chắc chắn là sẽ đưa ra để phân tích mổ xẻ và phải so bị so sánh thôi và đó, đó là điều không nên mà những người nào mà có thể tạo được một phong, phong cách mới mà được khán giả chấp nhận thì lúc đó sẽ là những người thành công wow anh chia sẻ rất là hay tại vì khi mà son nhìn thấy anh hoặc là nghe anh nói chuyện thì rõ ràng là kiến thức của anh thì không thiếu ừ anh có đầy đủ những cái kiến thức đầy đủ những cái yếu tố để mà làm một người mc anh rất là hoạt ngôn cái giọng nói của anh rất là hay nhưng mà nếu mà mong đợi anh là phải thể hiện cái cách đứng trên sân khấu giống như một người trước giống như là chú ngạn đi ừ. thì cái điều đó nó rất là thiệt thòi nó không có phe đối với anh thì đó, đó. thành đó thành mỗi anh người phải có một anh đã cái nhìn chất thấy được điều đó dạ. rồi ừ, dạ. Dạ. anh cũng đã để lạ, đúng rồi. Anh nói vậy anh anh có nghĩ là cái sự mong đợi của khán giả cao quá không hoặc là, ít, à... hoặc là ít ra cái yếu tố như anh nói lúc nãy có thể là thời gian đúng cần thời gian à, để mà yeah. cho mọi thứ nó nguôi ngoai nó lắng động lại ngay như mình đi ừ. nếu mình đã thích một cái chương trình nào đó rồi ừ. và mình thấy một cái người khác thay thế vào một cái thần tượng của mình mình cũng cảm thấy không vui ừ. sao đồng ý không yeah. ngay cả bản thân mình cũng vậy thì mình đừng trách khán giả là tại sao khi mà mình làm người ta sẽ đem ra mình ra để mà người ta mổ xẻ người ta phải đưa lên bàn cân này kia khi khác nọ mình phải tự vấn với mình là mình đã làm được gì để mình tạo được cái uy tín của mình đối với khán giả và mình làm cái gì để cho khán giả có thể chú ý và để nghe thêm cái phần làm việc của mình thì đó là cái cái mỗi một người phải tự tìm cho mình một cái đường đi anh đọc những cái comment của nhiều người khán giả của trung tâm thúy nga trên đó họ nói nhiều người nói anh thấy đúng lắm nè nói có thể bây giờ thay đổi cái phong cách đi để một mc trẻ trung lên người ta nói với những cái cái hơi thở mới của thời đại mới ừ. vào trong đó thay vì những cái chuyện uh, đưa những cái tích cũ những cái ngày xưa mà anh ngàn anh tên đừng từng làm rồi đó ừ. thì bây giờ thay đổi hoàn toàn cái phong cách anh nghĩ đó cũng là một cái hướng mà khán giả người ta cũng nhìn ra em ừ. thấy không à để thay đổi đi chứ bây ừ. giờ chứ đâu cần gì phải phải làm đúng như vậy rồi để bị so sánh đâu đó ừ. chính khán giả cũng đã nhìn nhận cái đó mà anh đọc những cái comment của của nhiều người ở trên các cái 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 chương trình đó, anh rất là hay, hay rất ừ. là hay. Son biết là nhiều người có thiện cảm với anh tại vì anh anh có một cái good reputation. Nhưng cái sự Hi nghiệp tổ. của anh <laughs> anh rất là chuyên nghiệp trong mọi cái lĩnh vực, mỗi lĩnh vực mà anh theo đuổi đó Thì anh đều làm trọn vẹn ừ. cái trách nhiệm của anh trong những cái lĩnh vực đó. Không biết là trong tương lai anh có cái dự tính gì không? Ờ, nói thật với Son bây giờ anh năm nay anh 67 tuổi. Yeah. Ừ anh nghĩ rằng anh làm cái nghề này nếu mà đọc tin tức thì giỏi lắm thì chắc cũng được chừng khoảng 10 năm nữa. Hoặc là làm cái nghề MC thì bây giờ thí dụ mình làm đi rồi một vài năm nữa là mình lại về xin nghỉ hưu lại mất công trung tâm phải tìm kiếm. Nữa. Thành ra anh nghĩ bây giờ tất cả những cái việc gì anh làm là nó là một cái khoảng thời gian bonus cho anh rồi. À ngày xưa khi mà bắt đầu anh làm về ờ mình phải mình phải ráng làm sao đó. năm nay mình ra một album ca nhạc hai album ca nhạc hoặc là năm nay mình sẽ làm cái này năm nay mình sẽ làm cái này cái này cái này bây giờ thì anh không có định trước xa nữa anh chỉ nói à mình chỉ làm tròn bổn phận tròn cái công việc của mình mỗi ngày như thế nào đó rồi nếu có thêm được cái này thêm cái kia thì nó là một cái phần thưởng cho mình Và mình có thể vui thú thêm nói tới đây thì anh muốn giới thiệu đến mọi người cái bộ phim mà anh mới đóng <laughs> anh đóng năm ngoái trong cái bộ phim uh, mà có lẽ là tuần này sẽ công chiếu là ngày 29 tháng 3 đó thì oh, sẽ công chiếu có phải phim. là bộ phim này không anh The Fragile uh, The Fra Flower, Fragile Flower. Okay. đây là một cái bộ phim mà nói về cuộc đời của một nữ ca sĩ ở hải ngoại hmm. và trong đó lồng lên những cái tình tiết để nêu bật được lên những cái chuyện tình ở trong đó những cái đan xen tình tiết ở trong đó mà hmm. anh trong đó anh đóng vai là một ông tỷ phú mê giọng hát của cô ca sĩ này và bỏ tiền ra tài trợ cho những cái chương trình để mình giúp cho cổ nổi tiếng lên thêm. Cổ đã được một trung tâm để mắt đến và cổ đang bắt đầu lên đường nổi tiếng. Thì anh là một người có nhiều tiền, anh đứng ra, anh bảo trợ để anh bỏ để anh nâng cổ lên thêm. Nhưng có một lần cổ vì bị đau thì ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của con mắt. Cô không thấy đường. Cô đang ừ. hát như vậy thì cái cái cơn đau đầu nó nổi lên và cô không thấy đường. Thì lúc đó anh là một ông tỷ phú Người đã bảo trợ cho nhiều chương trình lớn nhỏ của cô Anh cầm một cái bó hoa lên sân khấu giữa bao nhiêu ngàn người Để tặng cho cô sau khi cô hát xong Thì cô vì cái cơn đau nó nổi lên Cô không thấy đường Thì cô chào khán giả xong Thì anh đứng ngay bên cạnh đó mà cô không thấy Thì cô quay lưng cô đi một cái người nữa đứng ra tài trợ mà khi ca sĩ gà của mình mà quay lưng không nhận bông của mình mà trước mặt bao nhiêu người khán giả thì sao bây giờ? Nhục nhã quá. Thế là về đó đó là một trong những cái mà anh đóng ở trong cái bộ phim này mà ông tỷ phú nó không biết là cô này đang bị bệnh không biết không biết sau này khi mà một bác sĩ người ta họp báo người ta mới trình bày là à cô này cũng bị cái bệnh đó thì ông này mới bắt đầu ông nghĩ ra như vậy oh. ông mới nói à ông nghĩ lầm rồi là vì trong lúc mà ông về ông tự ái như vậy thì ông lại bỏ tiền ra thêm cho báo chí đánh cô này nữa ôi oh, trời đất ừ. wow quê quá mà mm. ừ rồi sau đó thì cô này cô rồi cuối cùng sao anh nói oh, qua đừng kể cuối cùng <laughs> xin xem buổi sau sẽ rõ <laughs> tự nhiên anh kể là hồi sau thiếu kỳ <laughs> vậy là mình phải đi xem phim mình biết được nên okay. đi xem phim ta yeah. bộ phim đưa chiếu à. ở các rạp ở nhiều nơi mà hồi nãy anh có gửi cho son cái 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 list các cái rạp được chiếu 28 tháng 3 là đã chiếu San Jose rồi 29 thì xuống miền Nam rồi sau đó sẽ chiếu vòng 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 các tiểu bang có đông người Việt nhưng mà cái điều thú vị trong cái phim này là gì anh không cần phải kể hết tất cả à hả? nhưng mà khi mà khán giả xem xong phim này thì họ sẽ rút ra được cái gì họ rút ra được một cái điều là con đường gian nan của một nghệ ca sĩ như thế nào ừ, cuộc đời của một ca sĩ nó sẽ như thế nào họ bị phân giữa tiền tài vừa danh vọng và tình yêu tình cảm thật sự của một ca sĩ nó bị ảnh hưởng rất nhiều với ngoại cảnh với mọi thứ và một ca sĩ có thể cống hiến tới hết cái, tất cả các sức lực của mình nhưng dĩ nhiên ở cuộc đời nó không phải lúc nào nó cũng là một cái con đường bằng phẳng trên tru và nó có thể tạo ra những cái sóng gió và làm cho người ca sĩ đó đôi lúc cũng cảm thấy thất vọng và nhiều khi muốn bỏ xuôi tất cả tuy là nó nói về các cái câu chuyện của một ca sĩ thật nhưng mà lòng vào đó là những cái tư tưởng mà mình giúp cho mình có thể hiểu thêm về cái cuộc đời của nhiều ca sĩ hiện nay rất là hay ừ. à, đây là phim The Fragile Flower ừ. tiếng Việt là Đóa Hoa Mong manh Đóa Hoa Mong manh uh -huh. OK à, sẽ được trình chiếu ngày nào đây anh 29 tháng 3 ở tại miền Nam California 29 tháng 3 uh -huh. Tại miền Nam là tất cả những cái rạp ở miền Nam hay là một, một số đẻ? rạp thôi một số à. rạp thì trong cái list này nó có cái danh sách rạp đó. quý à. vị có thể vào fragileflower.com để tìm cái 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 danh sách mà cái rạp hát gần nhà mình để à, đi vâng. xem xin quý vị ủng hộ cho bộ phim này là vì đây là một cái bộ phim lần đầu tiên được thực hiện từ bối cảnh ở hải ngoại wow. tất cả cảnh quay đều ở hải ngoại oh, hết và nó nói về cuộc sống của những người Việt ở hải ngoại nữa Ừ. khác với những bộ phim ở việt nam là mình làm ở trong nước ha yeah. còn cái này là thành ra anh nghĩ rằng đây là một trong những cái bộ phim mà có thể tạo được cái sự thích thú cho người xem ở trong nước hiện nay và ngay cả ở hải ngoại nữa chưa bao giờ mà có một cái bộ phim mà uh, thực hiện với những cái cảnh sắc đẹp uh, những cái cảnh lớn những cái khung cảnh thật là thơ mộng của uh, california nevada las vegas chẳng hạn nhiều nhiều cảnh rất là nhiều cảnh đẹp có phải đây là lần đầu tiên anh đóng phim hay là đây là lần đầu tiên really? lần đầu tiên đóng phim luôn mà anh cũng thử nghiệm đó cũng là một cái trải nghiệm thích thú dạ yeah. <laughs> anh thích lắm hả thích hơn ca sĩ không <cười> 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 ờ, nói chung thì cũng ca sĩ cũng thích hơn à uh -huh, uh -huh. okay. đây cũng là một ừ. cái mà mình cảm thấy là À mình cũng cũng học hỏi được cái điều gì đó. Dạ. Yeah. Uh -huh. Đang định hỏi anh là nếu mà được chọn lựa một lần nữa thì anh sẽ chọn một nghề thôi, anh chọn nghề nào mà giờ thôi khỏi hỏi. Biết rồi, biết rồi. <laughs> 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 Rất là vui. Qua những bộ phim như thế này, rõ ràng anh đang làm một cái công việc góp phần trong cái làng văn nghệ cũng như là xây dựng cái văn hóa của hải ngoại của chúng ta, duy trì cái văn hóa ở đây. Anh nghĩ là trong tương lai thì anh nhìn thấy cái gì ở cộng đồng này? cộng đồng mình còn rất nhiều tiềm năng và anh nghĩ rằng trong tương lai cộng đồng mình sẽ còn tiến xa hơn nữa với những cái thế hệ trẻ hiện nay thế hệ chẳng hạn thế hệ của son trở lên các em có đầy đủ kiến thức của một công dân hoa kỳ nói đề về về cả mặt ngôn ngữ ha và về tất cả mọi thứ đó. thì cái thế hệ tiếp theo là những cái thế hệ người ta nắm được hết tất cả những kỹ năng từ ứng dụng công nghệ mới về những cái này gì khác nọ xa hơn nhiều cái thế hệ đầu tiên những thế hệ người việt chúng ta đầu tiên nhập cư hoa kỳ đúng không điều đó rõ ràng yeah. và các bạn sẽ học được nhiều thứ ở đây và ngay cả này, bây giờ nè nổi một cái điều mà son có thể thấy đó cái phong cách của những nhà hàng người việt mình ở tại khu vực này nó khác với 10 năm trước đây đúng. rất là nhiều thay đổi nhiều anh thay ha. đổi nhiều giới trẻ bây giờ ra nấu ăn rất là nhiều họ tạo ra những cái concept nó rất là hay và nó họ ra ra những cái menu mình thấy nó vẫn là món ăn Việt Nam Đúng. nhưng là tạo được cái phong vị cái hương vị mà người ngoại quốc họ chấp nhận và họ tìm đến nhiều hơn các cái nhà hàng Việt Nam bây giờ anh thấy người ngoài quốc vô cũng đông lắm mỗi dạ. giờ ăn lên giờ dinner người ngoài quốc xếp hàng hàng dài trước các nhà hàng Việt Nam đó là một điều hay đó là điều mình thấy được những cái sự tiến triển của người Việt mình thế hệ đàn anh đàn chị đàn ông đàn bà những thế hệ lớn người Việt lần lượt ra đi hết để lại thì những cái thế hệ tiếp nối sẽ làm cho người Việt mình thành công hơn. Về mọi mặt nha, kể cả về mặt chính trị nữa. Anh thấy chứng kiến hồi anh mới qua đây, các dân cử gốc Việt chỉ duy nhất có mình chú Tony Lâm. Sau này là bắt đầu có thêm, có thêm, có thêm, có thêm. Bây giờ mình có mấy chục dân cử gốc Việt ở tại quận Cam không thôi, chưa kể các tiểu bang khác. Đúng rồi à. về các cái lĩnh vực khác thì bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, dược sĩ rồi tất cả mọi ngành nghề các em đều học ở đây và tốt nghiệp ở đây kể cả nghề đầu bếp nữa mà các em học được ở đây luôn cái gì cũng là nâng lên một cái tầm mới thành ra mình thấy chắc chắn rồi cộng đồng người việt mình sẽ còn tiến xa hơn nữa wow. trong thời gian sắp tới rất là hay rất một cái chia sẻ rất là hay john rất là cảm ơn anh một lần nữa đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kỷ niệm trong cuộc đời văn nghệ của anh rất là thú vị à, và chúc cho anh luôn có nhiều sức khỏe và đặc biệt là cái bộ phim sắp ra trình chiếu đây sẽ gặp được nhiều thành công và anh sẽ gặt hái được nhiều thành công nữa trong tất cả những cái lĩnh vực mà anh đang theo đuổi cảm ơn son rất là nhiều anh chỉ mong rằng là có thêm nhiều cơ hội để mình làm việc thôi yeah. chứ còn đạt nhiều thành công nữa thì bây giờ mỗi như anh nãy nó những cái gì mới đó là nó, nó tạo cho mình được cái thư hứng thú thêm là yeah. một cái phần thưởng lớn thêm cho mình trong cái đời hoạt động của mình sắp sửa sẽ về hưu rồi Yeah. đúng không Cảm ơn son rất là nhiều cho anh cơ hội để chia sẻ và nhắc nhớ là những cái kỷ niệm của riêng mình cũng có những giây phút thật là xúc động khi mà nói về uh, gia đình và bản thân thì đó là những cái điều mà rất là quý trong yeah. và lúc nào mình cũng thể mình ngồi để mình có thể mình chia sẻ với mọi người về tất cả những cái điều mà mình đã trải qua trong cuộc sống vâng. cảm ơn son cảm ơn anh cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay nếu quý vị thích chương trình này xin hãy bấm nút like subscribe hoặc là follow và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi son lê ra video mới và đừng quên hãy xem những video khác của son lê tv nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonlayshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là hắc xâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc xâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, sơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư, hắc xâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài hắc xâm ra, chúng tôi còn có hồng xâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp, làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương, giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn khớp xương chống oxy hóa làm giảm quá trình thái hóa bào mòn hư hại sụn khớp thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai Và các cơ bắp được trơn chu mềm mại hơn Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023 Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 Và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ Với tất cả order từ 299 đô la trở lên Quý vị hãy order online at www.sunlayshow.com Hoặc gọi vào số điện thoại 714-703-6348 714 703 6348. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã hiểm trợ cho Sonlay TV. Easter Easter big 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 sale 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 tại Happy to Easy. Đại hạ giá trên nệm cao su cứng chống đau lưng, frame giường mua 1 tặng một các loại gối nhỏ chỉ 99 sen một cái. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su nệm memory foam cứng chống đau lưng, có nhiều độ cứng khác nhau, 100% cao su thiên nhiên có finance không tiền lời, có shipping đẹp cao su đi các tiểu bang. Mr. Big Sale tại Happy To Easy 714 897 6100 hay 714 487 7889. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội Hoa Anh Đào hoàn toàn miễn phí được tổ chức tại Telecom Eden Center, Washington DC. Trong suốt 3 ngày thứ bảy 30 tháng 3, chủ nhật 31 tháng 3 và thứ hai 1 tháng 4, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Hoàng Nhung, Trịnh Lam, Nguyễn Hồng Nhung, Andy Quất, Ngô Lệ Thu, Thiên Tùng, Phương Hồng Quế, Anh Khoa, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Gia Huy, Hoàng Nhất, Tuấn Quỳnh, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, MC Nam Lộc, Văn Châu, Anh Dũng. đánh nhạc Hoàng Nghĩa đặc biệt trong 3 ngày nhạc hội: Cao Hồng Sâm 6 tuổi, Cô Đặc 4 lọ, Made in Korea, Self chỉ 75 đồng đôi đồ cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng Mắt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Selvington Planium MD Made in Korea do tài tử Nam Hàn Lee Minh Ho giới thiệu Giá 2.800, sale 1.899 đồng Nón mọc tóc Made in Korea giá 2.500, sale 1.599 đồng Nếm cứng chống đầu lưng Amante 100% Made in Italy 20 năm warranty giá 7.000, sale 4.499 đồng Chỉ 94 đồng một tháng Kế massage Koyo Made in Japan giá 8.000, sale 5.999 đồng ghế massage 17.000 đồng Modo 2024 best Luxury Medical Chair Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi Trị liệu đau nhức mỏi mệt rất tuyệt vời Chỉ 354 đồng một tháng Trả góp 4 năm không tiền lời Dương trị liệu massage nhiệt Seragem Master v Made in Korea Với các chức năng kéo giảm cuộc sống Và châm cứu nhiệt giá 8.000 Xeo 5.999 đồng Trả góp không tiền lời Hãy cùng chung vui với các ca nghệ sĩ Trong nhạc hội Hoa Anh Đào Vô cùng đặc sắc hoàn toàn miễn phí trong suốt 3 ngày 30 tháng 3, 31 tháng 3 và 1 tháng 4. Telegram Eden Center Washington DC 703 237 8999. Trang nhà telegramusa.com. Kính mời quý cô chú anh chị ghé thăm quán ông trẻ tại Houston, Texas. Quán được thiết kế theo phong cách trẻ trung, khang trang và sạch sẽ. Ngoài cà phê và bánh bê nhê trứ danh, menu của quán được bổ sung nhiều thức uống và đồ dessert phong phú và đa dạng, giúp thực khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt, có món bánh cuốn gia truyền 103 năm, trải dài bốn thế hệ, từ Bắc vô Nam và sang tầng đến Hoa Kỳ. Ngoài lợi thế nằm trong khu trung tâm người Việt, không gian của quán còn phù hợp cho mọi lứa tuổi, là nơi lý tưởng để tiếp khách từ phương xa, gặp gỡ gia đình bạn bè. Không chỉ có khách Việt Nam, quán còn thu hút rất nhiều các sắc dân khác đến thư giãn và gặp gỡ cuối tuần với chương trình nhạc sống, hát cho nhau nghe, rất vui tươi, nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm cúng. Quý đồng hương phương xa nếu có dịp ghé thăm thành phố Houston, Texas, hãy ghé thăm quán Ông Trẻ trong khu Kim Sơn. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Welcome to My Viet Inc. Trung tâm di trú du học Mỹ Việt Inc. Văn phòng được thành lập từ đầu thập niên 2010 tại các thành phố Dallas, Galang, La Arlington, Houston và Sài Gòn. Mỹ Việt in chuyên về, di trú, du học Mỹ và Canada. Định cư Mỹ và Canada theo diện việc làm. Xin duyệt lại các hồ sơ bị từ chối, hủy bỏ. Xin lại hồ sơ có thân nhân qua đời. Bảo lãnh các hồ sơ diện định cư. Đầu tư, lao động, xin thẻ xanh. Xin miễn thi quốc tịch cho người bệnh. Di trúc, ủy quyền, ở Mỹ và Việt Nam. Nhận hồ sơ du học từ lớp 1 lên các bậc đại học. Đặc biệt, đặc biệt chúng tôi đang nhận hồ sơ định cư Canada theo diện việc làm. Chương trình di dân này được chính phủ Canada mở rộng cho các sắc dân ở khắp nơi. Quá trình làm hồ sơ chỉ từ 6 tháng đến 12 tháng. Văn phòng Mỹ Việt in ở Dallas, Houston, Arlington, Garland và Sài Gòn xin vui lòng gọi 832 509 1975, 832 509 1975.